Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xử đại án Việt Á với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát. Ông Nguyễn Thanh Long bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm về tội nhận hối lộ vì cáo buộc đã nhận 2,2 triệu đô la Mỹ từ bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, luật sư Trần Nam Long mong hội đồng xét xử lưu ý xem xét ông Long và các bị cáo làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế khi làm sai đều nằm trong bối cảnh đặc thù, đòi hỏi phải có cách xử lý chưa từng có tiền lệ. Các sai phạm ông Long bị cáo buộc đều diễn ra vào thời điểm tháng 3 năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca tử vong ngày càng tăng cao, kit test nhập khẩu có giá rất cao và các nước tranh giành rất gai gắt nên không thể mua được. Về cấp phép tạm thời, khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, ông Long được phân công làm công tác truyền thông, không được phân công nhiệm vụ liên quan đến cấp phép test. Ông Nguyễn Thanh Long chỉ thúc giục đẩy nhanh tiến độ cấp phép theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban chỉ đạo trong tình trạng vẫn nghĩ test đó là của Học viện Quân y. Đối với việc cấp phép chính thức, luật sư nêu nhiệm vụ cấp phép hoặc rút giấy phép được phân công cho hai thứ trưởng và các bộ phận giúp việc liên quan. Các tờ trình liên quan đến cấp test chẩn đoán của Việt Á đều gửi cho hai thứ trưởng khác, không gửi cho ông Long để chỉ đạo. Ông Long chỉ đôn đốc chung các đầu việc chống dịch, trong đó có việc cấp phép đối với tất cả các loại test xét nghiệm trong các buổi giao ban. Các biên bản giao ban đã thể hiện rõ nội dung này. Có 169 loại test chẩn đoán khác nhau đã được Bộ Y tế cấp phép. Thực tế, Việt Á không phải đơn vị duy nhất được cấp phép test chẩn đoán. Việc hiệp thương giá đã được giao cho Thứ trưởng khác phụ trách. Ông Long chỉ là người ký quyết định thành lập tổ công tác hiệp thương giá về vấn đề kiểm tra giá hiệp thương khi ông long nhận được báo cáo về việc việt á đã thay đổi nguyên liệu sản xuất test và ngay lập tức ông long đã có bút phê báo cáo ngay thứ trưởng cường để chỉ đạo xử lý theo quy định sau đó ông long không nhận được thêm thông tin liên quan đến vấn đề này từ đó luật sư mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát xem xét lại cáo buộc mặc dù được đoàn kiểm tra báo cáo sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất test xét nghiệm của công ty việt á có ý kiến đề nghị rút số đăng ký lưu hành nhưng không chỉ đạo xử lý, ban hành kết luận kiểm tra, rút số đăng ký lưu hành mà Viện Kiểm sát đã kết luận đối với ông Nguyễn Thanh Long. Về thời điểm nhận tiền, ông Long nhận tiền từ Phan Quốc Việt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020, lần nhận tiền cuối vào tháng 11 năm 2021. Hai sự kiện này diễn ra sau thời điểm Bộ Y tế cấp phép test xét nghiệm tạm thời. Bộ Tài chính hiệp thương giá lần lượt là 9 tháng và 20 tháng. Theo luật sư, tại thời điểm việc cấp Tết tạm thời, chỉ đạo hiệp thương giá và các sự kiện khác diễn ra, bị cáo Long đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi. Việc bị cáo Phan Quốc Việt đưa tiền là sự cảm ơn sau khi việc kinh doanh sản phẩm test xét nghiệm có lợi nhuận. Luật sư nhấn mạnh, nếu ông Long có ý định gợi ý, đòi hỏi thì phải thực hiện trước hoặc gần thời điểm cấp phép hay hiệp thương giá, chứ không phải là 9 tháng hoặc thậm chí là 20 tháng sau ngoài ra luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho ông nguyễn thanh long như đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận trong giai đoạn điều tra thể hiện sự ăn năn hối cải thành khẩn khai báo tiếp đó luật sư nêu các thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác ông long là giáo sư tiến sĩ là bác sĩ nhà khoa học có nhiều đóng góp trong giai đoạn dịch bệnh Bên cạnh đó, ông Long đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như rối loạn chứng ngưng thở khi ngủ và mắt trái hầu như mất hẳn thị lực do bệnh bong đáy võng mạc không được chữa trị kịp thời do sang chấn tâm lý, mất ngủ. Từ những nội dung trên, luật sư mong hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với ông Nguyễn Thanh Long. Tại phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, chiều hôm 5 tháng 1 diễn ra phần hỏi đáp giữa luật sư và bị cáo. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc công ty Việt Á đã bán hàng cho bao nhiêu đơn vị, đại diện công ty cho biết có hơn 200 đơn vị mua hàng thông qua hình thức đấu thầu và hợp đồng dân sự. Luật sư tiếp tục hỏi về hoạt động của công ty sau khi Phan Quốc Việt bị bắt, đại diện đơn vị nói hiện công ty vẫn hoạt động nhưng gặp khó khăn do thu lợi nhuận ít, không nộp ngân sách nhà nước cũng như không thực hiện đúng chi trả lương cho người lao động. Theo đại diện của công ty Việt Á, lý do là hiện nay công ty đang bị phong tỏa 20 đến 21 tài khoản. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc này. Trong số những tài khoản trên thì có 9 tài khoản liên quan đến vụ án, đại diện công ty Việt Á nói và không đề cập về số tiền trong các tài khoản. Cũng tại phiên tòa, đại diện công ty Việt Á có đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tài khoản không liên quan đến vụ án được gỡ bỏ phong tỏa để công ty duy trì hoạt động, đồng thời yêu cầu các đơn vị thanh toán số tiền hơn 700 tỷ đồng còn nợ cho công ty Việt Á. Trước đó, theo công bố của hội đồng xét xử, số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này là rất lớn. Cụ thể, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong tỏa. Cơ quan điều tra cũng đồng thời phong tỏa 52 sổ tiết kiệm, hơn 140 tỷ đồng đứng tên mẹ Phan Quốc Việt và hai sổ tiết kiệm đứng tên con Phan Quốc Việt trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về số tiền khủng đứng tên bị cáo và người thân của bị cáo, Phan Quốc Việt cho biết trong thời gian công ty Việt Á hoạt động, bị cáo đã mượn tiền của mẹ để phát triển công ty. Do đó, một phần số tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo là bị cáo trả lại, còn số tiền trong tài khoản của con bị cáo là tiền có từ các hoạt động khác nhau. Cũng tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp hỏi bị cáo Phan Quốc Việt để làm rõ về việc bị cáo này gửi tiền cảm ơn 50.000 đô la Mỹ cho bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khi đó, bị cáo Tạc nói rằng bên trong túi quà Việt đưa chỉ có hai tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 100 triệu đồng, cùng một số đồ lặt vặt. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Việt cho biết, mức quà cảm ơn dựa trên vị trí làm việc và công ty có nguồn lợi nhuận nên chia sẻ cho họ vì có sự đóng góp. Luật sư tiếp tục hỏi về việc bị cáo Việt hỏi bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ về mức biếu bị cáo tạc. Phan Quốc Việt cho rằng là vì lúc đó chưa biết bị cáo Tạc là người như thế nào và cũng để cho phải, đồng thời cũng không nhớ chính xác lắm về việc này. Theo bị cáo Việt, tiền cảm ơn bị cáo Tạc căn cứ vào vị trí công tác, lợi nhuận của Việt Á và sự đóng góp đồng thời việc cảm ơn này cũng có ba em. Tiếp đó, luật sư Huỳnh Phương Nam hỏi bị cáo Việt trong quá trình điều tra, thì ba lời khai ban đầu bị cáo này đến phòng ông Tạc đưa số tiền 100 triệu đồng, sau đó lại thay đổi là đưa 50.000 đô la Mỹ, tại sao lại như vậy? Bị cáo Việt trả lời rằng, do lúc đầu nghĩ đưa mức nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Theo bị cáo Phan Quốc Việt, bản thân đã rút số tiền khoảng 5 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đà Nẵng và đổi sang tiền đô la Mỹ. Sau đó, bị cáo này bay ra Hà Nội đưa cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt nói tại phiên tòa, Bị cáo Hiệp là trợ lý, tôi di chuyển nhiều, trên người không giữ tiền, thậm chí cầm rất ít, khi nào cần tiền thì Hiệp đưa. Luật sư tiếp tục hỏi về nơi bị cáo Việt đổi tiền, bị cáo này không nhớ nhưng cho biết mình là người gốc ở Đà Nẵng. Theo bị cáo Việt, mặc dù cầm số tiền đô la Mỹ rất lớn để trong vali đi máy bay nhưng không gặp vấn đề gì trong quá trình làm thủ tục tại sân bay. Theo cáo trạng, ngoài đưa tiền cho một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo Phan Quốc Việt và những người thuộc công ty Việt Á còn hối lộ nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn khác tại nhiều tỉnh thành phố để được bán kit test với giá cao. Tổng cộng bị cáo Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng.